Giờ này mấy giờ rồi mà mới giác xác về? Cô tưởng đây là cái chợ hả? Muốn đi đi, muốn về về. Má thông cảm, sáng giờ con mới đưa vợ đi khám bệnh đấy má. Ủa mà sáng đi đàng hoàng lắm mà có gì đâu khám bệnh. Giờ con có thai rồi đó má, 1 tháng rồi. Là có thai hả? Phụ nữ ai cũng biết sanh đẻ hết, có gì đâu mà anh vui dữ vậy? Má nghe nè, Như Ý hả? Điện má có chuyện gì? Con có thai hả? Mấy tháng rồi? Ủa mà gia đình chồng có biết chưa? Ừ, có thai rồi, nhớ kỹ lưỡng cẩn thận hay chưa? Đi đứng cho đàng hoàng đó. Vậy thôi nha, má tắt máy á. Đó, con nghe rồi đó. Em con nó có thai rồi, má nghe má mừng lắm. Bây giờ má đi qua thăm nó mới được. À không được, em con á nó yếu lắm, nó mà có thai là nó phải tẩm bổ nhiều. Hôm ấy con đi qua bệnh rước nó về đây cho má, để má mới yên tâm. Má con thấy không có cần đâu. Em con á hả, bên nhà chồng ai không thương nó hết, chắc chắn là sẽ chăm sóc cho nó đàng hoàng mà má. Thương là đã đành rồi, nhưng mà hả, nó về nhà má ruột á yên tâm hơn. Con nghe người ta nói hả, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đi, đi qua bển đi, đi liền đi con. Đi đi, đi đi mà. Nè, còn cô nữa, đi xuống dưới á, nấu cái món gì ngon ngon. Một lát nữa Như Ý về nó ăn, đi đi. Dạ, để con đi liền ạ. Nè, đem chị trái cây lên cho Như Ý nó ăn đi. Ờ, nhưng mà con chưa ăn miếng nào mà má. Con Như Ý á, nó thèm chua. Con đâu có thèm chua. Con... Dạ, để con mang lên liền ạ. Chị Hai. Ờ, có chuyện gì với cô Út? Nè, đồ tôi dơ rồi, chị đem giặt đi. Nhớ là phải giặt bằng tay nha, không có được giặt máy giặt đâu đó. Đồ tôi mà hư một cái, tiền lương mấy tháng của chị cũng không có đền nổi đâu. Cô tự giặt đi, hôm nay chị mệt lắm, chị còn phải nấu cơm nữa. Ê, chị đứng lại coi, hôm nay chị còn cãi tôi nữa hả? Chị có tin tôi mét má không? Hả? À. Dưới, em làm gì vậy? Sao dám đánh chị Hai hả? Má cho phép đó, được không? Má nói gì vậy má? Linh là vợ con, là con dâu của má. Má không nhắc em nó thì thôi, sao lại còn binh nó? Hơn nữa, giờ con đang có thai, lỡ động thai thì sao má? Mà bây giờ nó đâu có sao đâu. Nó là con nhà nghèo khó, dầm mưa dãi nắng, mình đồng da sắt, đánh có cái đánh thôi à, làm gì dữ vậy? Má nói đúng đó, ai bảo chị ta không giặt đồ cho em. Má, con có làm mình đồng da sắt thì vẫn là con người mà. Tại sao má có thể đối xử với con như vậy? Con đã làm cái gì mà má ghét con nhiều như thế chứ? Cô còn nói nữa. Cô á, tưởng có thai là ngon nhất trong nhà này hả? Cô biết đó, từ hồi đó tới giờ cô về đây, cô sung sướng, ăn sung mặc sướng, cũng giống như người ta vậy. Bây giờ hả, cô còn nói nữa, không có biết điều gì hết à. Mới nói có 2 câu thôi là nhảy động động lên à. Thôi em nghe lời má đi. Má cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em đồ cũng giữ ý đi giặt, đừng để má giận. Được, để em đi giặt đồ. Cái máy của tôi vậy? Cô Út, chiếc máy này làm sao? Chị nhìn đây, tôi kêu chị ủ cho thẳng, để một hồi tôi đi đám cưới bạn tôi. Mà chị làm gì đó?
Chị nhìn đi, nó nhăn nheo vậy nè. Chị cố tình chơi khăm thôi đúng không? Trời, chị còn dẫm nó nữa hả? Nhặt lên cho tôi. Trời, chị làm cái gì vậy? À, cái váy của tôi. Má ơi, chị lên mắt nạt con. À, cái váy tôi cưng như vàng vậy mà chị cắt kìa. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào quá vậy? Má, anh hai coi đó. Em kêu chị ủi cái váy cho em thẳng đem đi đám cưới thôi. Mà coi nè, chị cắt luôn cái váy. Váy con quá nè mẹ. Má. Trời ơi, hết chuyện luôn, rách gì sao mặt. Nè, cô giỏi lắm ha. Cô là con rắn độc. Cô đừng có ở nhà tôi nữa. Cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Bà không cần đuổi. Tôi sẽ tự đi. Đơn ly hôn tôi ký rồi đó. Anh ký đi. Cầm lấy. Giải thoát cho nhau đi. Một năm qua tôi sống ở trong cái gia đình này đã hút hết sức lao động của tôi rồi. Một bà mẹ già chua ngoa đanh đá, một cô em chồng đỏng đảnh láo xược, còn chồng thì bất tài vô dụng. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Nè, cô nói hay lắm ha. Đi ra khỏi nhà này thì đừng bao giờ quay lại đây nữa, nghe chưa? Tôi mà đi được ra khỏi gia đình này, tôi còn phải tạ ơn trời đất nữa cơ. Ngu gì mà tôi quay lại. Chúc cho ba mẹ con các người sống hạnh phúc đến cuối đời. Má, bộ như ý nó không chăm sóc cho má hả? Mà sáng giờ má không thấy nó. Anh hai ơi, em hết tiền xài rồi, anh cho em tiền đi. Má, cuộc đời má xuống nghỉ ngơi nha. Má nằm nghỉ xíu nha má. Như ý, em mới nói gì? Cho tiền ơi, mấy nay quần áo trơn tiền rồi. Như ý, em sao vậy hả? Má đang bị bệnh, em không chăm sóc cho má thì thôi, suốt ngày cứ mua sắm là sao? Có vậy thôi mà anh cũng nạt em. Trời, thì bả lớn tuổi rồi, bệnh hoạn thì cũng là chuyện bình thường thôi. Mai mốt khỏi giờ, mắc gì phải chăm sóc. Mày, những lời như vậy mà mày cũng nói được ra? Anh đánh em. Hồi trước giờ anh có đánh em đâu. Được rồi, em không thèm ở đây nữa đâu. Em đi về nhà chồng của em ở đây. Như Ý, Như Ý. Cú va chạm mạnh đã khiến đứa bé bị tổn thương rất nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ lấy được đứa bé. Rất xin lỗi.
Qua kết quả kiểm tra cho thấy mẹ cậu đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Đồ ăn hại, cậu đang làm cái quái gì vậy? Có mỗi cái dự án cũng làm không xong, tôi còn giữ cậu lại làm gì nữa? Cậu chính thức bị đuổi việc. Mau thu dọn đồ ra khỏi công ty ngay cho tôi. Ông trời ơi, sao ông phá quá vậy hả? Ông dồn tôi vô được cậu mới chịu sao?